Xin chào các bạn đến với kênh của Bình đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái cây hoa. Mình không biết tên hoa này là hoa gì, nhưng mà nghe ông ngoại mình nói nó là cây nguyệt quế. Cây này ông ngoại mình trồng cũng lâu rồi, nhưng mà nó rất là to. Nó rất là to luôn nha các bạn. Này, đây mình quay cho các bạn nhé. Đây cây hoa nguyệt quế này. Đó. Các bạn thấy không? Rất là nhiều hoa. Sum xuê luôn. Và bên cạnh nó là một cây đào. Rất là nhiều quả. Quả của cây đào đấy các bạn. Đó. Đào này. Hoa quá trời hoa luôn. Đó, nó cao to vậy cơ mà các bạn. Cây nguyệt quế nó rất là cao. To đây, gốc của nó đây. Các bạn xem gốc của nó nha. Ừ. Gốc cây hoa. Các bạn biết tên cây hoa này hoa gì thì các bạn bình luận ở dưới giúp mình. Mình thì mình không biết cây hoa này hoa gì, nhưng mà ông ngoại nói là hoa nguyệt quế mà mùi rất là thơm. Thơm ngào ngạt luôn. Đây. Gốc của nó. Gốc cây hoa nguyệt quế đây. Và có rất là nhiều hoa khác nữa. Đây. Đây là gốc cây hoa nguyệt quế nha các bạn. Gốc đó đó. Này nó to như vậy. Đó. Các bạn thấy không? Nó cao to lắm luôn. Bên này là gốc cây đào này các bạn. Đó, thì đào cũng xung xuê của đào của đề luôn. Rất là to. Cây đào đang có quả nha. Nó hết mùa hoa rồi, hoa nó nở vào Tết hết rồi. Và cây đào nó to, nó cao hơn nên nó chồm lên cây nguyệt quế. Mà cây nguyệt quế thì cây hoa này là nó lên cao tút nút trên kia. Đó. Đây. Hoa xoay xíu luôn, lên tút trên cao vậy. Đó. Chỉ cao xa xa đó các bạn. Các bạn nhìn thấy hoa không? Đó. Hoa nó rất là nhiều hoa luôn đây. Đây xuống dưới tận dưới này luôn đây. Đây. Bên này nữa này các bạn. Nó bong sang bên này, nó bong lên trên cây. Trên gần ngọn cây, cây. Gần ngọn cây đào luôn. Cây hoa đào luôn. Đó, các bạn thấy không? Wow. Quá trời. Đó. Và quả đào nữa các bạn. To. Bên này là vườn cây thanh long nhé. Vườn thanh long nhé. Đây là thanh long thì đang ra quả, quả quả đang đang được chín rồi. Đó. Quả đang chín này. Lúc nào mình sẽ hẹn các bạn vào video khác. Video khác mình sẽ quay cho các bạn. À, đến lứa cắt thanh long nha các bạn. Này ông ngoại có cái bể hoa súng. Bên này là hoa màu tím này. Còn bên này nộ này. Đây hoa trắng nha các bạn.
Rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video sau nha.